Ayo, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tôm Mỡ. Có vẻ như là dạo gần đây, bên cạnh cái việc mà Moontoon cho ra mắt khá là nhiều những cái trang phục mới ở trong cái tựa game của chúng ta ấy, thì chính vì cái việc này đã khiến cho anh em, khiến cho Mỡ quên mất rằng là ở trong máy chủ thử nghiệm của Mobile Legends đang dần dần cập nhật rất nhiều những cái nội dung mới, điển hình như là cập nhật về vị tướng Irithel mà sáng nay Mỡ có làm video clip cho anh em xem vậy. Thì thế cho nên là để đảm bảo cho anh em có được một cái góc nhìn tổng quan nhất về những thay đổi của những vị tướng ở trong máy chủ thử nghiệm, thì trong video này chúng ta sẽ cùng gọi là quay trở lại về cái nội dung tìm hiểu những cái sự thay đổi ở trong những cái bản cập nhật. Và chính xác ở đây đó chính là bản cập nhật 1.6.80 được ra mắt cách đây 1-2 hôm ở trong máy chủ thử nghiệm. Và chúng ta sẽ cùng xem ở trong cái bản cập nhật lần này có những gì khác biệt và liệu nó sẽ có tác động đến meta hiện tại của Mobile Legends mà chúng ta đang chơi ở mùa giải thứ 24 không nhé. Cái tên đầu tiên mà chúng ta có và chúng ta thấy được là Moontoon đã động chạm vào ở trong máy chủ thử nghiệm đây, đó chính là cái cô nàng pháp sư Vaisana. Tại vì sao Moontoon ở thời điểm hiện tại đang động chạm vào cái cô nàng pháp sư này nhiều là như vậy? Bởi vì cái sức mạnh mà Moontoon cung cấp cho Vaisana ở trong máy chủ thử nghiệm đang quá là bá đạo anh em ạ. Anh em có tin được không? Đang từ một cái vị tướng pháp sư cùi bắp thì nay Vaisana đã lại trở thành hot pick ở trong máy chủ thử nghiệm. Dĩ nhiên là cần phải được chỉnh sửa nhiều để mà chuẩn bị được cho ra mắt ở trong máy chủ chính thức rồi. Theo đó, Moontoon thấy tầm ảnh hưởng đến từ chiêu cuối quá là bá đạo của Vaisana nên là đã sửa lại cái cô nàng này là như sau. Chiêu thứ hai của Vaisana xóa bỏ tính năng chủ động kích hoạt của chiêu thứ hai, đồng thời điều chỉnh sát thương thành từ 500 đến 800 cộng với 200% sát thương phép cộng thêm. Mana cũng được điều chỉnh ở cái kỹ năng thứ hai này, trước là 110-210, bây giờ giảm đi một chút xíu là 80-180, và đồng thời là giảm nhẹ thời gian thi triển chiêu 2, tức là casting time, tức là cái khoảng thời gian để mà cái chiêu thứ hai này được kích hoạt. Chiêu cuối của Vaisana cũng đã sửa sát thương từ 500-800 cộng với 100% sát thương phép, thì bây giờ được sửa thành 400-600 cộng với 100% sát thương phép đến từ đồ. Sát thương nổ của chiêu cuối cũng được điều chỉnh là từ 300-500 cộng với 120% sát thương phép, sửa thành 250-450 cộng với 130% sát thương phép, đồng thời tăng nhẹ thời gian thi triển chiêu cuối, tức là cái casting của cái chiêu cuối đấy. Đối với vị tướng pháp sư Nana thì ở trong cái bản cập nhật trước thì chúng ta đều đã biết được rằng là Nana đã được sửa thành một cái vị tướng thuần là pháp sư. Tuy nhiên là với cái việc Monila nó chỉ còn tồn tại đâu đấy 2 giây thì cái điều này làm mất đi bản sắc của Nana quá anh em ạ. Cho nên là Moontoon ở trong cái bản cập nhật này đã có những cái chỉnh sửa là như sau. Thứ nhất là chiêu 1 của Nana giảm đi chút xíu cái lượng sát thương, trước là 330, 530 cộng với 150% sát thương phép đến từ đồ, thì bây giờ đã được điều chỉnh thành là 330, 530 cộng với chỉ đó là 125% sát thương phép đến từ đồ mà thôi. Chiêu thứ hai của Monila đã được sửa, đó là cái thời gian tồn tại của con Monila trước là 2 giây, bây giờ được tăng lên thành 5 giây anh em ạ. Đó, và điều chỉnh những cái việc Nana truy đuổi mục tiêu ở trong cái khoảng thời gian sao cho nó phù hợp với cái tốc độ nó được hợp lý hơn. Chiêu cuối của Nana, đó là cái Long Miêu Liên Kích, cũng đã bị giảm đi đôi chút sức mạnh, trước là 400-680 cộng với 150% sát thương phép thuật, thì bây giờ đã được sửa thành là 360-600 cộng với 150% sức mạnh phép thuật đến từ đồ. Với vị tướng xạ thủ Irithel thì sáng nay Mỡ đã làm video clip cho anh em xem rồi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ cùng điểm qua cái sức mạnh của Irithel ở trong cái lần sửa này đến từ vị trí của Moontoon cả đã nhá. Đó là với nội tại của Irithel, đây chính là cái chỉnh sửa chính của cái vị tướng xạ thủ cưỡi hổ, cưỡi báo anh em nhỉ, ở trong cái bản cập lần này. Số lượng mũi tên được bắn ra với mỗi đòn đánh cơ bản, trước là bắn ra 3 mũi tên, thì bây giờ Irithel chỉ có bắn ra là 2 mũi tên mà thôi. Tuy nhiên, cái lượng sát thương đến từ những cái mũi tên này là trước là 35% sát thương vật lý một mũi tên, thì bây giờ nó đã được sửa lại thành 55% sát thương vật lý trên mỗi mũi tên. Và sau khi mà Irithel di chuyển một đoạn và đạt được đủ đến cái nội năng cần thiết thì cái cô nàng xạ thủ này nó sẽ bắn thêm 2 mũi tên bổ sung với mỗi đòn đánh thường. Anh em hiểu không ạ? Tức là ví dụ như là Irithel chỉ được bắn ra 2 mũi tên thông qua mỗi đòn đánh thôi, nhưng nếu như đạt được đến cái nội năng, đủ nội năng, thì Irithel sẽ bắn thêm ra 2 mũi tên nữa. Tức là tổng cộng một lần đòn đánh thường của Irithel sẽ gây ra 4 lần sát thương. Anh em hiểu không ạ? Đó. Và bên cạnh đó, một cái sửa rất lớn đến từ cái cô nàng xạ thủ Irithel này, đó chính là Irithel bây giờ thi triển kỹ năng sẽ không còn tốn mana nữa anh em ạ.
Và chiêu cuối của E-Retail đã được sửa lại cái lượng sát thương sao cho nó trở nên cân bằng hơn. Trước là 135 cộng với từ 65% đến 85% sát thương vật lý, thì bây giờ đã được sửa thành là 120 cộng với từ 60 đến 80% sát thương vật lý đến từ đồ. Ở vị tướng đỡ đòn Akai thì Moonton vẫn đang muốn nuôi hy vọng rằng là cái con gấu trúc này được sử dụng nhiều hơn ở meta hiện tại mùa giải thứ 24. Cho nên trong cái bản cập nhật lần này thì Moonton họ đã quyết định tăng thêm sức mạnh đến cả từ đó là nội tại, chiêu 1 cũng như là chiêu cuối của cái vị tướng đỡ đòn Akai này. Chúng ta sẽ cùng thử xem là tăng những gì nhá. Đầu tiên sẽ là nội tại này. Sát thương của Akai nó sẽ được tăng theo cơ chế là như sau: 50 cộng với tối đa 5% máu của bản thân thì sẽ được trở thành 30 cộng với 6% tối đa máu của bản thân Akai. Với khả năng tạo giáp ảo đến từ nội tại, sửa từ 50 cộng với 5% tối đa máu của bản thân sẽ được thành 30 cộng với 6% máu tối đa của bản thân. Đó. Chiêu 1 của Akai thì sẽ tăng nhẹ cái khoảng cách thi triển của cái kỹ năng này. Và chiêu cuối của Akai bây giờ thì cái kỹ năng này chỉ có thể bị phá bởi những cái kỹ năng có tính chất là áp chế hoặc là những cái kỹ năng mang tính chất chuyển đổi. Chứ hình như nếu như mà mô tả đến từ Moonton là như thế này ấy, thì bây giờ Akai sẽ không còn có thể gọi là bị cancel đến từ những cái kỹ năng kiểu như là hất tung đồ các thứ các kiểu nữa. Thì vấn đề này mỡ sẽ thử tìm hiểu sau anh em ha. Với xạ thủ Nathan thì ở trong cái bản cập nhật lần này thì một tin vui dành cho anh ta khi mà Moonton đã quyết định rằng có một cái búp nhẹ đến từ bản thân cái vị tướng xạ thủ này để cho Nathan không bị quá lu mờ ở meta hiện tại mùa 24, và anh ta sẽ được quay trở lại với meta ở mùa giải này. Cụ thể ở đây đó là cái chiêu cuối của Nathan, cái con bóng được Nathan tạo ra sẽ được thừa hưởng chỉ số nó tăng lên một chút xíu so với trước đây. Trước là từ 30 đến 35% chỉ số của Nathan thì bây giờ đã được tăng thành từ 35 đến 40% chỉ số của Nathan. Ở vị tướng xạ thủ Bruno thì cái bản cập nhật mùa 24 này thì cái màn trình diễn của Bruno khi mà đi đường thì nó đang gọi là chưa được đúng so với những gì mà Moonton kỳ vọng, cho nên Moonton quyết định là ở trong cái bản cập nhật 1.6.80 tiếp tục tăng thêm sức mạnh đến từ chiêu 1 sút bóng của Bruno. Theo đó, sát thương cơ bản của chiêu 1 Bruno trước là 120, 320 đã được tăng lên thành 145 đến 320. Tức là bây giờ những cái cú đá được cường hóa đến từ chiêu 1 của Bruno là đau hơn rất nhiều anh em ạ. Với cô nàng xạ thủ Beatrix thì đây cũng là một trong những cái vị tướng cuối cùng được Moonton sờ đến trong cái bản cập nhật lần này. Tuy nhiên, đây lại là những cái thay đổi mang tính chất gọi là hơi buồn dành cho anh em nào thích cái cô nàng xạ thủ có rất nhiều súng này. Theo đó thì Moonton đã đồng loạt giảm sức mạnh của Beatrix đến từ những cái đòn đánh của đi là tương đối đáng kể. Đầu tiên sẽ là khẩu Renner, sát thương vật lý cộng thêm đến từ đồ đã được giảm, đã bị giảm từ 360, 535%, bây giờ chỉ còn là 340 và 515% mà thôi. Khẩu súng ngắm Renner, cụ thể ở đây là chiêu cuối, đã tăng thời gian hồi chiêu, trước là 24-18 giây, bây giờ là 32 và 24 giây. Và khẩu Wesker, súng shotgun, Ultimate, cũng đã tăng thời gian hồi chiêu, trước là 24-18 giây, bây giờ là 32 đến 24 giây anh em ạ. Đó là toàn bộ những cái thông tin mà mỡ có tìm hiểu và chia sẻ lại cho anh em ở trong cái bản cập nhật 1.6.80 vừa mới được cho ra mắt ở trong máy chủ thử nghiệm của tựa game Mobile Legends của chúng ta. Và chúng ta còn một cái chỉnh sửa cuối cùng nữa, đó là thay đổi về lính ngoài len. Thì ở đây Moonton có ghi rằng là họ sẽ tiến hành chỉnh sửa một chút liên quan đến lính ngoài len để mà theo đúng như kỳ vọng của Moonton, những vị tướng pháp sư có thể đẩy đường và đi roam trở nên dễ dàng hơn. Theo đó, chúng ta đã có được cái sự thay đổi đến từ cái đợt lính đường giữa trong 5 phút đầu tiên. Theo đó, trong vòng 5 phút đầu tiên này thì đợt lính ở đường giữa ấy, thì nó sẽ có 4 con lính, bao gồm 1 con lính cận chiến và 3 con lính tầm xa, thay vì là 1 con lính tầm xa, 1 con lính cận chiến và 1 con lính dạng xe canon. Đó là cái thay đổi ở cái đợt lính đường giữa để giúp cho những cái vị tướng pháp sư có thể gọi là dễ đẩy đường cũng như là dễ đảo đường hơn. Thì theo anh em, những cái thay đổi này nó có ảnh hưởng đến meta hiện tại mùa giải thứ 24 hay không? Và những cái vị tướng mà mỡ có chia sẻ với anh em ý, thì có cái vị tướng nào mà là tướng tủ của anh em mà có thay đổi không? Thì đừng quên để lại comment bên dưới video clip này cho mỡ biết, và hẹn lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo của mỡ sẽ có trong thời gian tới nha. Peace!